Xin chào quý thính mến, hiện tại thì em cái ở chỗ nhà em Hờ. Sáng nay thì em cái có vào đây mua thức ăn vào để dới cái nhà của em Hờ ạ. Cũng nhờ bà con cũng đã dới xong cái ngôi nhà rồi. Bây giờ đầu giờ trưa thì bà con cũng chỉ ăn cơm tạm thời thôi. Bây giờ lại tiếp tục chiều ạ. Thì hôm nay em cái bảo em Hờ cũng ở để lại cái phần thức ăn, cứ là thịt, gà, đông lạnh và cá này. Em Hờ mua thêm gà nữa vào thì chắc chiều mình mới làm xong mới ăn. Bác này cũng đang chuẩn bị làm con cá, còn gà thì mấy chị em cũng đi vào tận dưới suối đấy. Thì lát nữa ăn cơm xong thì em cái sẽ hỏi em Hờ xem nào đi lấy nước ở đâu. Đang lo nhất là cái phần nước ấy, mình sẽ đi chở nước vào để mai kia để tiến hành để đào móng. Lũ đào móng xong sẽ cần đến phần nước để làm nhà của em Hờ ạ. Với cả cái đồng mướn dùi rồi. Mướn dùi. Chị uống mướn dùi trên cái gì rồi? Chị cua nhà, uống cua thế khác. Uống cua rồi nhờ? Uống cua. Đúng rồi, gà thì bây giờ có cái gà chân vàng ấy. Gà chân vàng thì mình có thể luộc ra, còn gà đông lạnh bây giờ hấp ra. Còn đây, cá cũng hấp ra phải không? Cho nên mỗi mỗi hấu, mỗi một dùi thẳng mà cháu tên mình hẳn mà nói rồi. Cháu tên mẹ hả? Thì mỗi một dùi cũng còn xích thì phải không? Ừ. Và còn đây là cái bữa cơm trưa thì cũng ăn đơn giản thôi nhé. Mình chỉ ăn bình thường thôi. Còn xong việc thì mới có thịt ạ. Cũng có các chú cũng dưới nhà xong rồi, bây giờ chuẩn bị đi tắm thì cũng bố trí ra một số các chị em, các chú, các bác để ở nhà sẽ nấu nướng, nấu cơm đợi. Tầm 4 giờ chiều thì mới được ăn cơm nữa nhé. Cũng còn con gà em Hờ mua vào đang đi làm bên dưới suối chưa lấy về luộc đây này. Em Hờ ạ, thì bây giờ các chú, các bác, các thanh niên mình cứ dưới hết không nhà rồi, dọn đi hết rồi, còn cái phần còn lại bây giờ cứ bảo các cô, các chị em ấy, tí nữa lấy cái trộn này, cái cuốc mình cào hết nhé. Giúp em thì dọn hết, cái em bây giờ không dọn thì mai kia có khi phải đào móng nó nhìn nó lộn xộn này. Mình cái chú cây này, còn cái này thì nó cậy đi xong lấy đi dọn đi cho nó gọn gàng này nhá. Mai kia vào đi, còn cái nền mình có khi thì anh tính ra không biết cái chỗ này ấy, em vào đây anh còn chưa biết thì mai gọi Dương vào mình xem là cân đối ra cái nền móng xem mà đôi chiều này nó rộng đến mức đến đâu, xong thì mới có vướng chỗ nào mình còn có thể đào ra cái ránh làm sao ấy nhá. Bây giờ cũng tiện hôm nay cũng nhờ thì phải nhờ hết cho cả ngày phải không? Thì bây giờ nếu mà các chị em đi mai mình cũng được nhờ các chị đến, mai cũng có việc của ngày mai ấy nhá. Về những cái chỗ này này cũng phải dọn đi, mấy cái chỗ này em bảo cái lấy của tao, cái chỗ nào đun được thì dọn gọn đi, cái chỗ nào cái này cái mình quét dọn gọn như gọn gà đi ấy. Phần này cũng về cái phần do bếp rồi nhá. Sao anh tính em vào đây. Anh chú đang nói cái phần đằng sau này, sau này thì nó cứ vướng đây này, vướng này. Nếu mà tới này cái nhà của em đào móng đến đây phải không, thì sau này cái phần này sẽ mở rộng kiểu như khơ làm cái ránh này. Đấy nhá, nhà của em Hờ thì em cái tính là sau này mình đo mình đào móng mà mình xay đến đây, nhưng mà lại không có cái ránh ở đằng sau nhà thì cũng sẽ mở rộng tới này, mình sẽ mở cái này đằng sau này xong rồi một tí đấy. Tiện đường mình cứ mở ra một con đường chở vật liệu lấy từ bên kia vào. Làm xong thì sau này nếu mình mà không đi thì đi qua đằng sau này cũng được, nhưng mà kiểu gì không nên qua nhà chú thí nhiều. Thật anh nói với em này, mình đi thì mình không vấn đề gì không? Thì cậu có khách là người lạ vào đây thì cũng ngại chứ phải không? Giống như anh ấy, suốt ngày mình cũng vào nhà chú thí, qua nhà chú thí mình cũng ngại. Thì em tiện bảo các chị nhà nghỉ ngơi một lúc xong thì mình dọn luôn cái chỗ này nhé. Đóng này thì chú này phải dọn đi cơ, tôi để như thế này được. Đó, kiểu gì may mình đào móng xong mình vất cái chú đất vào đây ấy. Em cứ yên tâm, cái này thì mai kia làm cái gì với có quý của chị Ngọc Anh đấy ấy. Thì mình trích ra hôm nay ví dụ cái phần thịt gà mua bao nhiêu thì bảo anh đi vào anh Ngọc, mai kia mình lại tiếp tục vào thì cần vào. Bây giờ mình có quý rồi, cái chị Ngọc Anh đấy hỗ trợ em cái là tổng chỉ gửi làm $500 đấy ấy. Cái quý đấy là chị cũng đã nhát bảo là sử dụng sau này em còn vật liệu vẫn còn nhiều không? Vẫn chưa ấy thì mình còn sử dụng đến cái quý đấy để nhờ anh em để mua đổ xăng, để mua thức ăn vào. Kiểu như em thiếu cái gì thì em cứ bảo anh nhá. Mai kia đào móng đến lượt kiểu như mình không thể thuê mà mình nhờ thì chi tiền thế thôi, như bảo là mua thức ăn thế nào thì gọi điện thì anh em mình anh Ngọc nó trích cái quý đấy. Bây giờ em có cái quý đấy là $500 và quý đổ ra hơn chục triệu ấy. Không phải ít đâu. Hôm nay em này lúc ấy em mua thêm cái con gà thì bao nhiêu tiền? Một yến anh ạ. Một yến này, một thí một cân bao nhiêu? Một cân 52. Một cân 52. Thế một yến thì 520.000 hả? Vâng.
Ở cái phần này thì sẽ bảo anh Ngọc xem nào, và lúc nào vào cần vào cho em trả cũng được. Vì sáng nay em cái cũng mua thức ăn vào, cũng không biết là có nhờ đâu ngừa hay ít ngừa, thì chắc em hờ nghĩ cái số ngừa đấy đấy lại không đủ. Cái phần thịt em cái mua vào đấy không đủ, mà một số các chị em và các bác lại không ăn thịt gà đông lạnh và cá, thì em hờ mua thêm tầm 10 cân gà chân vàng vào đấy nhé các bác. Cái phần đấy thì mai kia em cái vào cái gì là em dưa ai vào cũng sẽ trích cái quý của chị Ngọc Anh ấy để vào đấy để trả thôi. Em không phải lo. Vâng. Nhá. Vâng. Vì dạo này thì em hờ cũng tính rồi không có cái quý. Trước kia cũng có các cô gửi cái quý đấy thì mình thuê chợ vật liệu này, đổ xăng dầu, chi hết cái số tiền đấy rồi. Bây giờ đang còn lo sau này để tiếp tục vẫn có nhiều khoản mình còn làm dù đến mà phải không? Đúng. Thì ăn cơm xong ấy, anh cũng đang lo với nhà cửa thì dỡ xong xuôi hết rồi. Còn cái nước nô đấy nhá, kiểu gì mình ăn cơm sớm chiều thế nào thì đi mượn được cái thùng phi, hay là hôm trước thì đang cắm cọc để vào đóng bạt phải không? Vâng. Thì mình cứ lấy cái bạt sau hứng nước vào đấy nhá. Nước thì chỉ trở dần trước phải không? Phần nước nô các kiểu thì mình bố trí thôi, dù thuê anh em đội thợ người ta vào, người ta chị Việt để làm thôi. Nước nô là nhà mình phải bố trí phải không? Đúng rồi. Không thể là các anh thợ đã tự đi lấy nước về làm thì làm gì có chuyện đấy. Thì nó tầm 3-4 giờ đi chợ à? Đi xịt thùng phi. À, đi lại đi mượn thùng phi nữa. Vâng. Nhưng mà cái chú hôm trước mình đi cán cọc làm cái đấy không chưa mua được miếng bạc phải không? Bạc có. Có à? Có thì mình dùng miếng bạc tạm cũng được, hoặc là miếng thùng phi nhá. Vâng. Cho các chị em cứ nghỉ một lát xong thì bảo vào dọn thế này nhá. Mỗi người giúp một việc, tức là mỗi người một tay nó làm nhanh hơn. Cái chỗ này mà để ngày mai em với em xử lại làm thì nó mình cũng hai người thì làm nó mất thời gian hơn không? Đúng. Tranh thủ hôm nay có các chị em đông đây này. Cái này nhà của em thì mình chỉ làm đến đây thôi nhỉ? Hay là đến đâu? Với chú. Chú nào không được vượt cái bên này. Chỗ này là của chú Thím phải không? Đó. Cái nền em cán cái cột đến đây phải không? Có khi tới này mình chỉ làm đến đây, không thể làm sát mít đây đâu. Thì cái phần bên này là cũng là ranh giới của hai bên ấy, nhà của chú này nhá. Coi ở đây. À, đào móng vẫn đào móng đến đây thôi không? Thôi bây giờ thì cứ vào xem nào, bố trí ra một số người để làm cơm ấy nhá. Hai người có nhức được không? Không được. À. Mì. Xem nào, lý ra đó. Đây là cơ sở mùi nhà, mua bó đó cơ sở thêm ngô. Có bao tải đây. Anh ơi, dạ, không cần bắt tải. Để ở đây máy hô đồ. Làm cái gì? Làm măng ấy. Làm măng á? Vâng. Nhưng mà mình phải để một tí là để một góc này phải không? Vâng. Bê ra để một góc nào, chỗ nào hơn lùm lùm thì mình để ra một góc đấy. Tới này à? Chỗ này rộng hơn. Để chỗ này rộng, nhưng mà ý anh đang bảo là chưa đo phải không? Mai nó cũng vướng ra kiểu như cái dây cước ấy nó vướng ra phải không? Mình muốn cần sau này thì phải để ra một góc nào gọn xong mai kia lý về sau ấy. Liên qua tới này còn móng một cái kiểu nữa mà. Chưa đạt đúng ý lý được. Một người thôi anh. Một người. Thế em bắt thì anh thôi. Được không? Được. Nhức để này. Để một gọn một góc này này. Hoặc là để đây cũng được mà hơ. Đây này, mình cứ để đây. Mai kia đào móng có khi không đến đây xong thì sau này lấy cái này để lát nữa, để lát kia phần làm vấn đề đấy. Vâng. Nhưng mà cái chỗ này phải dọn đi cơ, con đi hết. Thì nữa, gắt chỉ được nghỉ tí. Được không á? Sao nào? Để anh giúp đi. Ủa, cái này làm lâu chưa? Lâu rồi anh ạ. Mấy năm rồi? Em biết thì chú làm rồi. À, từ lúc em biết thì cũng đã có rồi không? À, có, thì bên này phòng với sửa đá. Ừ. Mình lấy ra đây. Để làm gọn. Để bật đây. Kiểu gì mai kia nếu nó dùng đến thì mình lại tiếp tục hót vào lên vào chỗ nền ấy. Còn bây giờ đang lộn xộn này. Đi luôn này. Con đi lâu được chết rồi nhỉ? Có lỗi có tính chứ nào? Hai anh em mình chỉ biết thế nào? Chỉ một thật được không? Mất. Một thật luôn. Ôi bạn ơi. Hơi. Ôi xuống. Dạ.
Đây. Làm cái gì thì mình cùng nhau hợp sức ra thì được. Thôi nghỉ tí nhở. Làm cái gì thì nói chung là anh em mình đoàn kết hết, hợp sức thì cái gì cũng làm được. Nhưng mà phải mỗi người một tay, mỗi người một việc thì mới nhanh. Mời nhà anh. Vâng, bên kia là đang nấu cơm với làm bên. Bên này cũng gà. À, các cô đang chặt gà đây. Thấy hầu đi rồi. Có đấy, hầu đi rồi. Ồ. Gà đây đang ruột ra thôi. Tuyết uống để đi sạch. Dạ, anh em thông thịt thì nó xiêm vào mặt nó mất rồi không? Ừ, thôi xiêm vô lộ mà thích gì. Mà thông gà mùi gì đó. Đấy mà có các cô không gà gì mình. À, có cần gì đâu? Ừ, thì à, mất chiếc xe lắm, tôi cần là hò hơi à. Cứ tưởng là cô lại tiếp tục với ngày luộc đấy, cô bảo là quá, kiểu như quạt tí cho nó nguội đấy. Mất chỉ cứ cua ở trong ngàn ria cho nó tiền. Mất chỉ chiếc nó, chiếc cho nó gạt cho nó nguội hơn. Đang chuẩn bị bảy mâm, chắc là nóng quá thì cơm chín thì ăn cơm xong à. Nhá, có việc gì ấy thì sẽ làm sao à. Đây ạ, đây là một Âu cái gà nhé, nhà đây là gà đông lạnh này. Cho nó kỳ, cho nên mà chỉ kỳ. À, cái chỗ này hấp ra, cái này luộc. Không xong là một thâu mì mén, tầm thâu mì mén. Chắc là sang bên kia. Thôi, dạ. Nóng quá bây giờ chắc anh em cứ nghỉ ăn cơm xong à, đến giờ mát mát thì mới làm bên kia phải không? Đúng rồi. Ừ. Thôi cơm chín thì cứ ăn cơm trước đấy phải không? Vâng. Lúc đấy thì bảo là cũng nhờ các chị em làm đây nhưng mà do nóng quá em hờ bảo là thôi cứ cơm chín thì chờ ăn cơm xong ấy. Thế bên cái nhà kia vẫn bày mấy mân đấy? 2 mân ạ. 2 mân à? Vâng. Thế mình làm mấy mân? Tổng làm hết là mấy mân? 5 mân hay 6 mân? 5, 6 mân á? Vâng. Thế thì cứ ăn trông ấy. 5 mân à? Thế cứ ăn cơm xong thì đến giờ mát tí bảo các chị em giúp mình dọn thế này sao nhá. Vâng. Bây giờ cơm chín thì cứ ăn thôi. Vâng. Thế là bà con đây thì mình cơm chín thì cứ ăn lúc nào cũng được, không cần thiết phải đến tầm tối này thế nào mới ăn, ví dụ bữa trưa cũng thế nhá. Ở đây cũng bởi thêm 2 mân nhà nữa. Thế kèm thêm chỉ như mì mén với rượu luôn đấy à? Vâng. Cứ làm như thế là người nào thích uống rượu thì uống, không uống thì ăn cơm luôn hả? Đúng rồi. Nhưng mà là như thế họ không chịu uống nữa. Thôi mình cứ làm thế này thì kiểu như người nào uống thì uống cũng uống thôi phải không? Rượu chè thì cũng không ép, tức là bà con ở vùng cao này lúc vào mân ăn cơm thì cũng phải có một 2 chén rượu đấy. Thì các bác các chú nào uống thì uống, không uống thì thôi. Mình cứ để đấy. Xong rồi tiện uống thau mì mén. Thì gạo hôm trước vẫn còn sao không nấu cơm? Họ bảo là mềm bé ăn lá như thế nên chắc nước lá mà ăn nó ngon hơn. Tức là ăn nó sẽ chắc bụng, nó no lâu hơn phải không? Vâng. Em bảo là nấu gạo nhưng mà họ bảo là không nấu. Nấu được. Thì cái gạo hôm trước vẫn còn hả? Vâng, em để đây. Ở đâu? À đây. Tức là gạo đây vẫn còn đây. Đây vẫn còn là chú gạo này mai kia mình còn làm nhiều việc nữa nếu xong này đó. Các bác các chú ơi, đây bảo thích ăn cơm thì mình nấu cơm. Vâng. Không thích ăn cơm thì mình sẽ thể nấu mì mén cũng được. Đúng rồi. Bây giờ chắc không ăn cơm thì gọi các chú này các chị em cứ ăn cơm thôi. Một mân ăn đây phải không? Vâng. Xong thì 2 mân ở bên trong nhà ạ. Đúng rồi. Thêm 2 mân ở bên nhà chú Thín bên kia đó. 4 mân 8 người đó à? Chị gì tới tới đâu nó? Thế hầu ô bên chào thả mà nó mỏ rồi. Ờ, trong lũ rồi. Hầu thả mà nó mỏ, một chiếc chỉ một xe. Thì mà ít gì mà sò chứ nhà. Tính là một mân 8 người ấy, sẽ vào ngủ. Các chú đây đặt một mân ở bên ngoài cửa phía góc trái nhà chú Tiến, còn 2 mân ở bên nhà đấy nhá. Anh em đây cũng rót rượu trước, cũng là 2 chén rượu sau thì cơm. Với món mua thì như thế nào? Em hờ bây giờ các chị em cũng ăn cơm xong rồi, cái chỗ này bây giờ còn rất là nóng, mình có thể dọn làm được ngay bây giờ không? Bây giờ ăn cơm nhưng mà aso nhưng mà nóng quá thì mình chưa dọn. Vẫn chưa dọn à? Để ngày mai hoặc tầm 5 giờ mát mát thì mình dọn. 5-6 giờ mát mát thì mới dọn. Nhưng mà ý là cái chỗ này ấy, anh bảo em là bảo dọn thì mình chỉ nhặt những cái rác kiểu như cái chỗ củ thu gom để đốt đi thôi. Đó, xong thì mai mình còn đào móng kiểu như là đất kiểu như vào đây ấy. Vì nhìn cái chỗ này nó lộn xộn quá mình phải quét dọn nó sạch tí không? Kiểu như cái nền này mình phải quét dọn nó gọn gàng.
Thế bây giờ chưa làm thì cái nước nô ấy, bây giờ nhà cửa của em đang dưới sông nhé, còn anh đang lo nhất là cái phần nước thôi. Mai kia mà gọi anh em đợi thợ vào mới đào móng bắt đầu làm thì cái phần nước nô thì mình sẽ tính toán thế làm thế nào. Nếu thì đi mở cái thổ phi thôi. Mở thổ phi á? Hôm trước thì mình cũng có đào làm cái vị trí để can bạc, nhưng mà cái đấy chắc em chờ đúng là mưa hoặc là lấy cái miếng bạc ở hướng sau phải không? Tính cái chỗ đấy hôm trước đã làm nhưng mà đợi tính cái dứa nó xa quá. Thì anh tính ở đây nếu mà có thổ phi nào mình có thể đặt góc vị trí này xong thì cái thầu đấy nhá, mình có thể chở nước vào mình còn sử dụng sinh hoạt luôn, phải không? Dùng nấu nướng này. Thế em có biết là ở đây ngoài ở đây ai có không? Thổ phi nữa. Hả? Thổ phi thì ở đây cũng có, ở dưới cũng có, ở dưới xa đến địa to này. Thế họ có mượn được không nhỉ? Chắc mượn được. Thế anh em đi. Vâng. Nhá. Mình sẽ đi phải đi mượn thôi. Nhà cửa của em Hờ cũng đã dưới sông rồi, thì một điều lo lắng nhất là cái phần nước nó ấy. Bây giờ anh em mình sẽ đi tìm mượn thùng pin để được nước trước đã. Hôm trước ấy mình định cán cọc để làm một cái chỗ này không? Như cái chỗ này địa lắm thì có ổn không em? Hả? Em không biết nữa. Không biết hả? Nhưng mà ý anh tính là cái chỗ này ấy, nếu mà cũng được mưa được không? Nếu mà mưa được mình tiện hứng nước mưa. Chờ thì cũng ấp u thế này, hứng nước mưa xong mà bắt đầu mình tận dụng được thế là hay thế đấy. Vâng. Còn mượn được cái thòng phi ấy vào thì mình sẽ đặt ở gần cái nền nhà cơ. Không phải đặt ra đây. Đó. Đây này. Hôm trước thì cũng đã làm cám cái cọc ấy. Nếu mà ở đây không được thì cũng như là đằng sau nhà ở chỗ nào có cái góc nào nó đẹp đẹp thì có thể làm ấy. Có nhưng mà chúng thín ấy, trồng thuốc nam ở ngoài kia. Trồng thuốc nam ở ngoài đấy không cho. Ôi giời, thế làm thế nào nhỉ? Hôm trước thì anh em mình đã tính ra làm đây, nhưng mà không biết là sau này độ anh em độ thợ nó có thể trộn vướng ở đây hay là lấy bột khô đi lên trên đấy trộn. Cái đấy là mình chưa biết. Thế bây giờ tạm thời mình có thể đóng cọc và cứ căn bạt đi làm đây, thế là mưa vào thì hứng ở đây nhá. Còn nếu mà không mưa vào thì có thể di chuyển sang bên kia, bên trên ạ. Đây, bây giờ chờ. Đây bận á. Thế làm thế nào? Anh tính là nếu mà làm ở gần cái chú hố đấy mình có thể cắm cọc mình gần đấy, nhưng mà sợ có được không nhỉ? Lên đến miếng bạt thì mình cắm tí ok. Sợ nhất là trẻ con rất nhiều ấy. Khi mình có ở nhà đúng thì... Trẻ con nó vào chu và đi nghịch phải không? Thì nó lấy con dao là con quen này. Người chọc phải không? Chọc thì thủng miếng bạt nữa. Thế thì thôi bây giờ làm thế này thì miếng bạt cái chỗ này cấp đi, mình cứ đi mở cái thùng phi trước ạ. Nhờ? Đi mượn được cái thùng phi, theo anh nghĩ nếu mà có mượn được cái thùng phi nhựa này, cái tách ấy, chỉ có một cái tách to đấy đủ rồi. Đúng rồi. Nhá. Vâng. Vì ở đây nó xa này, sau này nó đi qua cái chú anh em nó có trộn bột ở đây không? Vâng. Hôm trước thì cũng đã tính ở đây vì sợ sau này cái bột ấy không trộn vướng đây mà lấy bột khô lên trên xong mới trộn ở đấy ạ. Nhà này em ơi. Đúng rồi em. Đấy ạ, bây giờ thì anh em mình đến đây nhưng mà thấy gió rất là to, chắc chuẩn bị mưa hay sao nhở? Nhà cô này không? Bên kia thì anh thấy cái rừng hay là lương ạ? Hả? Nhà cô này có ạ? Ăn lẩu cái chê đó. Vừa du cho lẩu này ạ bố. Thôi cái tua đi cô này không? Thôi nhớ lẩu mất thêm mua. Thôi lẩu cái mất cửa. Mua mì lúc mệt, mua mì lúc đường chém mua. Mua có một cái nhưng mà bà để ngô rồi té xuống để trong thế à? Thế bây giờ xem còn cái nào thùng nào tầm khoảng 100 lít được không? Mỗi chiếc thùng là cái nước của lý đấy. Em nhớ rồi, nhà là che trước là mình đi xin nhớ đây có một cái tầm 100 lít. 100 lít đấy à? Nhưng mà nó chán. Thế à? Cái loại chán. Thế bây giờ ngoài nhà cô này không có thì đi lấy ở đâu? Không biết nữa. Biết à? Thực sự là anh em đã tính ra rồi sẽ lấy cái miếng bạt, nhưng mà bạt ấy sợ trẻ con nó lấy cái cây que để chọc thòng lúa phải không? Xong thì bạt thì nó hứng nước mưa thôi, hoặc là mình lúc chở vào nhiều quá trẻ con nó cũng trèo xuống vào đấy nghịch ấy. Thế gió rất là to, ướp. Thế ạ, ướp. Được tóc máy rồi nhỉ? Dạ. Dạ là tóc đấy. Rồi, đâu mà, đâu. Thế về đến đây thì đi vào nhà cô tí căn hàng.
bên này cũng có cây xoài. Thực sự là anh em mình từ nhà em hờ xuống đây nhá, nó rất là to. Mưa sao nhỉ? Thế em hờ nếu mà có mình mượn được cái thùng phi giống như thế này 2-3 cái thì chưa rồi. Đây rộng gió to lắm nhở. Xem nào. Cô anh em mình hôm nay vào đi tìm mượn cái thùng phi nữa. Chắc là chuẩn bị sắp mưa hay sao ấy. Gió to lắm. Bây giờ nhá, chờ không mưa được không? Nếu mà mình không mượn được cái thùng phi ấy, không mượn được cái thùng phi ấy thì em có thể lấy miếng bạc. Không, nếu mà mưa ấy thì hứng ở đằng sau cái khe của chú Tím ấy. Nhá, hứng tạm lấy trước. Xong mai kia anh vào thì anh em sẽ tính toán sao. Không, đây này, biết là có mưa được không? Anh em mình cũng vào đấy tạnh đi tìm ấy, có thùng phim nhựa này. Mà cái thùng phi về để tìm nước thì có thể lên trên nhà em hờ để tìm nước nhưng mà không có. Thôi, bây giờ gió rất là to thôi này, anh em mình sẽ về thôi nhỉ. Sợ để quay xe đây thôi. Để chắc bây giờ sắp mưa rồi thì anh em cũng đã tìm thấy có cái thùng phi nhựa đó thì sẽ để ngày mai em cái vào hay thế nào mình tiếp tục đi có hướng khác để lấy nước để đổ vào đấy thôi. Không khó thì mình cũng đi vào với mượn rồi, không khó thì cũng chịu thôi. Chắc bây giờ bà em ở cũng về thôi thì em cái cũng xin phép dừng video từ đây. Xin chào quý khán giả ở trên kênh theo ạ.